ba dòng máy này, hai dòng máy sản xuất ở Nhật và Marubeni sản xuất tại Thái Lan thì nó sản xuất nguyên bộ. Đó, ba dòng máy này, Hitachi 46 này, Mitsubishi TB50 này, Meru 500 này thì sản xuất nguyên bộ. Còn Kawasaki thì của chú anh chị cũng biết rồi, nó chỉ nhà máy chỉ sản xuất đầu máy thôi, còn kết hợp với con. Ví dụ như bên Quang Thái là đang có Tari 45 là đang có cần là Volga, và Tari 53 thì đang cần Moto Yamaha. Thì của chú anh chị mình lựa chọn máy cho nó phù hợp với công việc của mình. Thế thì tất cả những dòng này là những dòng dùng bền và siêu bền và siêu khỏe nha của chú anh chị. Chế độ bảo hành cũng rất là tốt. Xin chào của chú anh chị đến với Quang Thái Nông Cơ. Thì hôm nay cũng mới có hàng lại của chú anh chị, cái tông lớn nha của chú anh chị. Trên này thì nó có 5 mẫu ha, 5 máy của chú anh chị ạ. Và hai dòng sản xuất tại Nhật đó là Echo E46 và Mitsumeiki TB50 của chú anh chị. Thì hai dòng máy này sản xuất nguyên bộ tại Nhật ha. Và Meru Yamaha 500 thì trước đây thì sản xuất tại Nhật, nhưng mà nay thì Meru đã chuyển nhà máy sang Thái Lan thì sản xuất tại Thái Lan chú anh chị, nguyên bộ ha. Đây là Meru 500 này. Và đặc biệt đó là Kawasaki Tari 53 thì mới có hàng lại của chú anh chị, mới vừa ít của chú anh chị ạ. Tari 53 và Tari 45. Thì Tari 53 thì bên nhà máy chỉ có sản xuất đầu máy thôi nha chú anh chị, còn cần mình kết hợp ha. Tari 53 thì bên Quang Thái cần là Moto Yamaha. Còn Tari 45 thì cần Volga nha chú anh chị. Và chắc chắn với cô chú anh chị là đây tất cả đều là hàng chính hãng, cam kết bằng văn bản ha, và bằng phiếu bảo hành theo cái cơ chế bảo hành của công ty. Thì chắc chắn cô chú anh chị là đây là hàng chính hãng nha cô chú anh chị. Chắc chắn với cô chú anh chị là đây là hàng chính hãng nha cô chú anh chị nha. Thì lướt qua sơ lược để mình biết hàng chính hãng thì nó sẽ, cái thùng nó sẽ có số seri trên máy và trên thùng. Thì mình chuyển dần từ Tari 45 đi ha cô chú anh chị ha. Thì chắc chắn là hàng chính hãng rồi. Trên cái thùng nó sẽ có cái số seri bên này cô chú anh chị ha, và nó trùng với cái số trong trong này. Về Tari 45 thì ghe tự động nha cô chú anh chị, mình đóng e mình lên ghe là nó tự mở le ha. Thì gọi là ghe tự động. Chế thì One Barrel với VKPE, hai họng xăng gió nha cô chú anh chị. Chế One Barrel không có kim chỉnh tốc độ cao nha cô chú anh chị, không có kim chỉnh gió đó cô chú anh chị. Đó thì cái mặt sau của nó này, thì nó có cái hiệu thi hàng nhái á, thì chỗ này là nó có con vít chỉnh chỉnh tốc độ cao ha. Thì hàng chính hãng thì nó không có, và nó có cái hiệu để mình biết á là bộ ke này á, là sản xuất tại Thái, THEI nghe của chú anh chị, hàng chính hãng, cỡ kẻ 5 bè cũng vậy. Đó, cái chỗ vị trí bằng này của chú anh chị ha. Đấy, quay mặt đồ giữa màn hình này của chú anh chị ha, giữa màn hình này, ngay chỗ con ốc á, ngay chỗ đây này, quay mặt đồ nghe của chú anh chị, đỡ của chú anh bị mình mua đúng hàng chính hãng. Và khi dùng thì của chú anh chị nhớ mở cái này ra này, mở cái lưới bô này bỏ đi ha, mở con vít này giục đi ha. Giật trợ lực này, giật trợ lực green luôn nha cô chú anh chị. Kẻ bộ ke và kẻ mâm điện nó là One Barrel ha. Và Tari 53, Tari 53 hàng chính hãng á, thì nó cũng, mình cũng sơ lược qua ha. Cái số seri nó nằm trên cái thùng đây cô chú anh chị, số này 18 này. Nó sẽ trùng với cái tem ở trong này nha cô chú anh chị. Đó, trùng với cái tem chỗ này này. Đó, và một điểm nữa đó là chế One Barrel này và kép IE 2 ống gió nha cô chú anh chị. Đấy, One Barrel này vị trí này ha. Và khác với Tari 45 thì chế One Barrel trong này ha. Tari 53 thì mâm điện nó sẽ là Akande nha cô chú anh chị. Đấy, cô chú anh chị thấy không? Chứ không phải Akande là hàng nhái nha cô chú anh chị. Hàng nhái, hàng chính hãng ha. Đó, Akande này. Y ngắn á, K D E rồi gạch D nghe cô chú anh chị. Chế One Barrel mâm điện Akande là hàng chính hãng của Tari 53. Thì Buri trên này là NGK 8Y của chú anh chị ha. Đó, thì bên Quang Thái kết hợp là cần Moto Yamaha nghe cô chú anh chị. Tari 53 là cần Moto Yamaha.
Và con thứ ba là Meru 500, thì hàng chính hãng thì mình cứ coi cái số series trên thùng. Trên thùng đây 478030 này, thì nó trên này nha, điểm thứ hai nha của chú anh chị nha, điểm thứ ba nó nằm trong này ha, nó nằm ngược này đó, nếu mình xây lại thì đúng thôi. Là dòng này thì 50 sơ sơ nó có số 50 trên này đó, số 50 trên này ha. Đó, mâm điện vẫn lại là mâm điện Ikenda, mâm điện Ikenda của chú anh chị đây, giống như Terinabe luôn ha, mâm điện giống cái trang luôn ha. Đó là hàng chính hãng ha, cái này có kim chỉnh nha của chú anh chị. Uri thì NG của chú anh chị ạ, gửi cho của chú anh chị xem. Thì dòng của Nhật dùng Buri NG hết của chú anh chị ạ. Sáu y NG sáu y nghe của chú anh chị, sáu y này Meru 500. Thì trong năm con này thì Meru như mẹ đắt tiền nhất của chú anh chị. Đó, thì đến con thứ tư, Meru Yume sản xuất tại Thái Lan nguyên bộ nghe của chú anh chị. Và con thứ tư đó là Mitsubishi Makin TB50, nó cũng 50 cc, nó có cái số 50 ở đây. Đấy, ở đây của chú anh chị ha. Đó, chế thì chế quanh bà rồ, chế quanh bà rồ inlock Makin này, đây là cái áo nó in Makin này, chế quanh bà rồ này của chú anh chị. Hàng chính hãng hết nghe của chú anh chị. Đây số series này, số series của máy này nó trùng với số trên thùng ha. Và đặc biệt đó là cái lóc máy này của chú chị dán keo ha, không có ron nha. Từ TB50 trở về đây là tất cả dòng máy ba cái mẹ trước đây và cái mẹ thứ Mitsu này thì tất cả nó đều là hàng chính hãng và tất cả đều là ron, đều là dán keo nha, không có ron nha cô chú anh chị. Đó. Meru cũng vậy này của chú anh chị, keo không có ron nha. Đó, keo Kawasaki, Terinabe và 45 nó không vậy hết, có keo chứ không có dán, không có ron. Hàng nhái là dán ron nghe cô chú anh chị. Nếu mà những cái dòng là bốn cái dòng này này, hàng nhái là chỉ dán này, keo hết này. Cô chú anh chị ha. Chỉ có trong năm máy này chỉ có một cái máy đó, dùng ron, đó là Echo ha. Dùng ron rất là mỏng luôn. Ron mỏng như keo vậy của chú anh chị, đó, Echo ha. Đó, trong năm máy này thì chỉ có Echo là có ron thôi. Nghe của chú anh chị để mà phân biệt ha. Phân biệt hàng nhái, hàng chính hãng ha của chú anh chị ha. Đó, và Echo. Đó thì giá nó dễ chịu trong trong năm của máy này nghe của chú anh chị, hàng sản xuất tại Nhật. Nếu như của chú anh chị mình mê hàng Nhật, thích dùng hàng Nhật thì dùng Echo rất là rất là dễ chịu, cũng sản xuất nguyên bộ tại Nhật luôn, lắp tại nhà máy tại Yamabiko của Nhật này của chú anh chị, chế cũng quay Maro ha. Buri thì NK7E này của chú anh chị. Thì trong các dòng máy trên thì sản xuất tại Nhật thì Echo là dễ chịu nhất, bốn dung tích xy lanh nó là 45,7 cc nghe chú anh chị, piston là 42 mm ha. Echo này dùng cũng khá là ok nghe chú anh chị. Đó. Đó, tiền thân của Echo là Curit đó của chú anh chị, máy rất là mạnh luôn. Đó, thì máy Echo là mạnh nhưng mà mấy cái dòng này thì cũng mạnh hơn Echo nữa, 50cc, 50cc, 53. Trong năm con máy này á thì Terinabe là mạnh nhất, hành trình nó sâu tới 35 luôn của chú anh chị, thì nó tới 53,2cc mạnh nhất luôn. Này là Terry 45 thì nó có 45,4 cc thôi, tính ra nó còn yếu hơn Echo một xíu, Echo là 45,7. Đó, hai cái dòng máy này thì nó gọi là xem nhau này của chú anh chị. Terry 45, Terry 45 và Echo là công suất nó xem nhau, và Meru 500 đó, và Mitsu Makin 50 thì nó cũng xem 50 cc này. Còn Terinabe thì cũng là bảo chúa là mạnh nhất trong năm con máy này, nó tới 53,2 cc. Đó, hành trình nó sâu và nó mạnh nhất trong năm dòng máy này ha. Thì trong năm dòng máy này thì tất cả nó đều là chính hãng nha cô chú anh chị, nhưng mà đặc biệt đó là ba dòng máy nè, hai dòng máy sản xuất ở Nhật và Meru Yume sản xuất tại Thái Lan thì nó sản xuất nguyên bộ,
Đó, ba dòng máy này, Hitachi 46 này, Mitsubishi TB50 này, Meru 500 này thì sản xuất nguyên bộ. Còn Kawasaki thì của chú anh chị cũng biết rồi, nó chỉ nhà máy chỉ sản xuất đầu máy thôi, còn kết hợp với cần. Ví dụ như bên Quang Thái là đang có Tari 45 thì đang có cần là Volga, và Tari 53 thì đang cần Moto Yamaha. Thì của chú anh chị mình lựa chọn máy cho nó phù hợp với công việc của mình. Thế thì tất cả những dòng này là những dòng dùng bền và siêu bền và siêu khỏe nha cô chú anh chị. Chế độ bảo hành cũng rất là tốt. Cô chú anh chị mình lựa chọn dùng, mua đúng hàng chính hãng. Mình hãy là những người tiêu dùng thông thái. Xin chào cô chú anh chị. Còn Thái xin dừng clip ở đây. Chào thân ái, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những clip gần nhất. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.